Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ánh giáo viên dạy toán trường trung học cơ sở Trần Phú, Hà Nội có hành vi sàm sỡ nhiều học sinh nam, mới đây, hiệu trưởng nhà trường bà Ngô Thị Thu Anh cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ giáo viên này trong 3 ngày để phục vụ điều tra. Theo chia sẻ của bà Ngô Thị Thu Anh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Phú, về thông tin thầy giáo dạy toán của trường này bị phụ huynh tố có hành vi sờ vào bộ phận sinh dục của một số học sinh nam. Giáo viên này bị tạm đình chỉ công tác 3 ngày kể từ hôm 11 tháng 4 để phục vụ công tác điều tra. Thực ra nó không có vấn đề gì cả. Vâng. Mà thầy chỉ là đùa các con quá mức thôi. Thế nhưng mà cái vụ việc nó không phải đến mức như thế. Cho nên là các con rất bình thường ạ. Thế báo chí thì đã lại làm nó sai lệch đi ạ. Về phía nhà trường chúng tôi thì quan điểm của chúng tôi là không bao che cho những cái hành vi sai trái. Chúng tôi đã vào cuộc rất tích cực, hợp tác cùng với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Nếu như kết quả xác minh mà có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý nghiêm khắc. Cũng theo bà Thu Anh, thầy giáo bị tố cáo là một giáo viên dạy giỏi toán của trường, sinh năm 1975, đã về trường công tác được 21 năm, được đồng nghiệp tin tưởng và đánh giá cao về chuyên môn, tâm huyết với nghề. Bà Thu Anh cũng từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc, với lý do đây là yêu cầu bảo mật của cơ quan an ninh và vụ việc đang trong quá trình điều tra.